Hệ mặt trời trước năm 2006 có 9 hành tinh và sao Mộc là hành tinh lớn nhất. Sau năm 2006, Hiệp hội Thiên văn học quốc tế IAU đã quyết định loại bỏ sao Diêm Vương ra khỏi danh sách này, và do đó hệ mặt trời kể từ lúc này chỉ còn 8 hành tinh. Sự kiện sao Diêm Vương bị loại có ảnh hưởng gì đến việc sao Mộc là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời hay không? Tất nhiên là không rồi, bởi vì sao Diêm Vương dù có là hành tinh hay là hành tinh lùn thì cũng không thể so sánh với sao Mộc về mặt kích thước được. Đối với những người yêu thích năm sao thì sao Mộc là một đối tượng ưa thích và dễ dàng quan sát được qua kính thiên văn. Chúng ta biết rằng sao Mộc không phải là hành tinh gần trái đất nhất, mà đó thường là sao Hỏa và sao Kim. Tuy nhiên, quan sát sao Hỏa lại khó hơn rất nhiều so với quan sát sao Mộc. Cùng một loại kính thiên văn, chúng ta có thể chẳng thấy được gì từ bề mặt của sao Hỏa, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấy được các sọc mây tối màu trên bề mặt của sao Mộc. Một cách gián tiếp, bạn có thể hình dung được độ lớn của sao Mộc khi so sánh với việc quan sát sao Hỏa. Vậy thì, sao Mộc lớn cỡ nào trong hệ mặt trời của chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu thông qua những số liệu chi tiết được thống kê ngay sau đây. Bán kính, đường kính và chu vi. Bán kính trung bình của sao Mộc là 69.911 km, chỉ bằng khoảng 1/10 bán kính của mặt trời. Tuy nhiên, con số này lại lớn gấp 11 lần bán kính của trái đất. Vì thế nên, nếu bạn rảnh rỗi đi tản bộ một vòng quanh xích đảo của sao Mộc, bạn sẽ đi được hơn 439.264 km, tức là gần 11 lần vòng quanh xích đảo của trái đất. Nếu có 11 trái đất xếp liền nhau thành một hàng, thì hàng trái đất này có thể đặt vừa vặn bên trong một sao Mộc. Thậm chí, kích thước của trái đất còn không bằng một cơn bão trên sao Mộc. Khối lượng riêng, khối lượng, thể tích. Là một hành tinh khí khổng lồ, hai nguyên tố chính tạo nên sao Mộc là hydrogen và helium. Sao Mộc có khối lượng là 1,9 x 10 mũ 27 kg, so với trái đất có khối lượng là 5,97 x 10 mũ 24 kg, thì khối lượng của sao Mộc lớn hơn khoảng 318 lần. Thậm chí, sao Mộc còn lớn hơn 2,5 lần tổng khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại. Mặc dù nặng hơn trái đất, nhưng về khối lượng riêng, nó chỉ bằng 1/4 của trái đất. Sao Mộc có khối lượng riêng là 1,326 gram trên cm khối, so với 5,513 gram trên cm khối của trái đất. Bởi vì thành phần của sao Mộc được làm bằng khí thay vì đá. Ngoài việc hơn điểm về khối lượng riêng có thể khiến người trái đất cảm thấy tự hào, thì khi so sánh những chỉ số khác, trái đất được thua toàn tập trước sao Mộc. Chẳng hạn, thể tích của sao Mộc lớn gấp 1.321 lần thể tích của trái đất. Diện tích bề mặt của hành tinh khổng lồ này lớn gấp 120 lần trái đất. Những sự thật thú vị. Sao Mộc có hình cầu dẹt bị phình ra ở xích đảo vì sự tự quay nhanh của nó lên đến 9,8 giờ mỗi vòng. Đường kính tại xích đạo là 142.894 km, trong khi đó, đường kính của hai cực chỉ là 133.708 km. Bởi vì sao Mộc cấu thành phần lớn bởi khí, nên bề mặt của nó được xem là đồng nhất. Nó không có các núi hay thung lũng là những đặc trưng thường thấy trên các hành tinh đất đá. Cấu trúc của sao Mộc giống như của mặt trời, nhưng nó cần thêm 75 lần khối lượng hiện tại để có thể có phản ứng nhiệt hạch của hydrogen, là nguồn nhiên liệu của một ngôi sao. Khối lượng của các hành tinh khí lớn nhất được tìm thấy bên ngoài hệ mặt trời thường được so sánh với khối lượng của sao Mộc. Ngoài ra, thì sao Mộc có đến 79 vệ tinh tự nhiên quay quanh nó, trong khi đó, trái đất thì chỉ có duy nhất một mặt trăng, còn các hành tinh như sao Kim và sao Thủy thậm chí còn không có nổi một vệ tinh tự nhiên nào. Vũ trụ luôn mang lại những điều thú vị. Hãy đăng ký kênh YouTube của Vật lý Thiên văn để nhận được những thông báo về những video mới nhất. Ngoài ra thì hãy like fanpage của Vật lý Thiên văn trên Facebook và theo dõi website vật lý thiên văn.com thường xuyên để cập nhật thông tin và kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại!